Kính chào quý vị và các bạn. Chỉ trong một câu nói thôi có thể là diễn giải tất cả cái cuộc sống của người dân tộc Mường. Vâng, bây giờ Ngân Đen xin nói cái câu nói đó để cho quý vị chúng ta cùng nghe. Nước Pháp lợn thui, ngày lui tháng tới, áo ba gang, quần một ống. Đây là một cái câu nói có thể là diễn giải hết tất cả cái cuộc sống và cái phong tục tập quán của người Mường ngắn gọn chỉ trong mấy câu, quý vị và các bạn ạ. Thứ nhất thì Ngân xin phân tích cái câu là nước Pháp cho quý vị chúng ta cùng nghe. Và ngày xưa thì cái lúc mà Ngân còn nhỏ thì 100% cả làng Ngân là nhà sàn, quý vị và các bạn ạ. Và không có giếng, tức là thường thì truyền nước từ trên khe về nhà đấy, thì toàn là lấy đi chặt những cây lành hanh như này, thế là bổ đôi ra thì làm cái thành cái mạng nước truyền từ trên xuống, khi 2-3 cây số mới về đến nhà, quý vị các bạn. Nhà nào gần đến khoảng một cây hoặc gần một cây, thế thì cứ nhà nọ là đến vác nước nhà kia. Thì ngày xưa là nó không chưa có cái thùng tôn hay là cái xô tôn xô nhựa như bây giờ. Thế thì lúc đó thì các cụ toàn là đi vào rừng bươm ấy, chọn những cái cây bươm to như này đấy, thế là chặt dài ra khoảng độ 5 gióng, quý vị các bạn ạ. Xong bắt đầu các cụ đục giống nó thủng sang gióng kia, thế là làm thành cái xuồng vác nước. Thế thì cứ đi đến nhà nọ xong là xin nước, xong là rót đầy và xong lại vác về để ăn uống đấy, là người ta gọi là nước vác. Lợn thui thì ngày xưa thì người Mường cũng tự tiêu tự sản, chứ cũng không có, nó có thường không có giao lưu buôn bán nhiều như bây giờ. Và đấy, không giao lưu buôn bán nhiều như bây giờ thì là đa số là nuôi gà thì toàn những gà ri nó mới bé thôi, còn lợn thì toàn lợn Mường, nó cứ đi theo mẹ nó khoảng độ 20-30 cân thì cứ nuôi con kéo con đi lên trên rừng ăn, quý vị các bạn. Là xong là có khách đến là vồ một chú em bé nó như này khoảng độ 5-7 cân là thịt. Thịt thui lên làm cỗ thôi. Đấy, cỗ thì ở Mường, người Mường là 100% cỗ lá. Đó, 100% cỗ lá, chứ không có cỗ làm bằng đĩa như bây giờ. Bây giờ thì đám cưới đám xin thì làm bằng đĩa, nhưng mà còn những cái cỗ phụ thì nó toàn cũng 100% cỗ lá, quý vị các bạn ạ. Đấy, đấy là ở trong cái cụm từ đó. Vâng, áo ba gang thì áo Mường thì nó rất là ít vải. Đó, ít vải người ta may nó bó hết vào người này. Như ở đằng trước này thì nó cũng kiểu như quần áo Thái, nhưng mà ở đây là nó không có cái khuy nào cả, quý vị các bạn. Đó, thì đây nó có một cái kim băng, bên trong là chị em phụ nữ là mặc cái yếm. Cái yếm là nó trải dài vòng này xuống này, nó rất là kín. Với lại ở bên dưới này nữa có cái đênh quần nữa, nó cả lên đến đây rồi. Đấy, cho nên là nếu mà mình thanh niên mình mà đi chơi mà ví dụ muốn sờ soạn tí tái tí mẻ của đến cái bộ phận nhạy cảm của chị em phụ nữ là không bao giờ mà sờ thấy được, quý vị các bạn ạ. Đấy, còn quần váy thì là nó khoảng 2 mét, hơn 2 mét vải, tùy theo người cao người thấp, còn cái chiều ngang của nó khoảng hơn 1 mét này, thì gặp lại thì nó khoảng độ 2,5 mét, 3 mét. Đấy là cuốn tròn nó thành hai vòng này, quý vị các bạn ạ. Nhưng mà nó mặc cao, người ta mặc cao lên đây chứ không mặc như người dân tộc Thái thì mặc dưới này, nhưng người Mường là mặc cao. Đấy, nó có cái đênh mặc cao này, hai lần đênh. Đấy, là người là áo ba gang, quần một ống. Còn ngày lui tháng tới thì ngày lui thì ngày người Mường là thường lui lại một ngày. Đó. Và lui lại một ngày thì đồng nghĩa với lại không có năm nào có Tết Thiệu một của lịch, thì là ngày 30 Tết của người dân tộc Mường. Đó, thì năm nào cũng có ngày 30. Đấy, xong đến ngày mùng 2 thì mới là ngày mùng 1 của người Mường, và hôm nay là ngày mùng 10 của người Kinh. Chúng ta thì là hôm nay là ngày 9 của người Mường. Và tại sao hôm nay là Ngân nói cái câu chuyện này lên đây để cùng chia sẻ cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe và chúng ta hiểu được nhiều ít về người dân tộc Mường của mình và các dân tộc anh em khác, thì không biết là họ có nói ra không. Đấy, nhưng mà mình riêng Ngân ấy thì lại tự hào về cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, quý vị và các bạn ạ.
Và người dân tộc Mường thì cũng rất là phong phú, rất là nhiều nơi có người dân tộc Mường. Thế nhưng mà mỗi một nơi thì khả năng là cái phong tục tập quán cũng đã có khác nhau không? Thế nhưng mà người ở Kim Bôi Hòa Bình mình thì là đến ngày mai bắt đầu là ăn Tết lại, quý vị các bạn. Tức là mình ăn Tết đi rồi, đã ăn Tết đi rồi thì hóa vàng ngày mùng 2, mùng 3 hóa vàng cho các cụ đi đi về 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 nhà của các cụ rồi, thì là đến đêm hôm nay lại mời các cụ về, và hôm nay thì cũng gói bánh, cũng thịt lợn. Đấy, nhà ai mà không có thì ba bốn nhà chung một con, mà nếu mà trường hợp nhà nào có thì cũng thịt một mình một con, hoặc nhà có nhà thì thịt gà, thịt tức là các thứ vân vân, trong ăn trong một ngày mai là phải đủ, quý vị các bạn. Thì thường là con cái tập trung về nhà trưởng để ăn cái bữa mừng Tết mừng 10 ngày mai. Đó. Nhưng mà nhà ai cũng phải có, nhà ai phải làm vẫn thắp hương bình thường như ngày Tết. Đấy là cái phong tục tập quán đầu năm, cái lễ đầu năm của người Mường là Tết mừng 10. Đấy. Thì hôm nay Ngân muốn chia sẻ rộng rãi để cho chúng ta, các bạn chúng ta hiểu được, nhất là các bạn trẻ nào mà có ý định mà muốn lấy gái Mường để chúng ta có thể nắm được cái phong tục tập quán của người Mường là như vậy. Và các bạn phải biết hiểu một cái điều như thế này nữa, người Mường thì là không phân biệt về con nhà anh, con nhà em như là người dân tộc khác, quý vị các bạn. Tức là con nhà ông chú mà đẻ trước thì vẫn là anh, còn con nhà bác cả mà đẻ sau thì vẫn là em. Đấy, riêng người dân tộc Mường là như vậy. Tức là nếu mà trường hợp mà phải vai vế thì là cháu, thì người ta già người ta vẫn là cháu. Đấy, mình trẻ thì mình vẫn là vai trên, thì mình là chú, là bác, là ông, là bà. Đấy, thế nhưng mà riêng một vai ấy, cùng vai vế này thì là không có phân biệt là con anh con em. Như người dân tộc khác, dân tộc Kinh thì là mày là con nhà anh thì mày ít tuổi hơn tao thì mày vẫn là con nhà anh. Thế nhưng mà riêng người Mường, mày là con nhà anh mà mày ít tuổi hơn tao thì là mày là em, còn tao là con nhà em nhưng tao ít tuổi hơn mày, tao nhiều tuổi hơn mày thì con tao là anh. Đấy, người Mường thì nó lại có một cái khác là như vậy, quý vị các bạn ạ. Cho nên là qua cái video này thì mình cũng muốn chia sẻ rộng rãi để cho tất cả quý vị và các bạn và dân tộc, các dân tộc anh em mình, năm tư dân tộc phải không quý vị. Thế nhưng mà mỗi một dân tộc nó có một cái phong tục tập quán khác nhau. Cho nên hôm nay mình chia sẻ cái video này, mong mọi người các dân tộc khác chúng ta cùng nắm được và hiểu biết được nhiều ít về dân tộc Mường của mình, để chúng ta giao lưu với nhau cho nó dễ dàng. Thứ nhất, thứ hai nữa là các bạn dân tộc khác có ý định là muốn lấy vợ người Mường thì chúng ta có thể hiểu được. Và Ngân sẽ cố gắng sưu tầm được những cái phong tục tập quán của người Mường để Ngân chia sẻ cho quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe. Vâng, xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn những video sau.